Em qua hai bộ đồ sao? Ôm vô lòng ngủ à. Ôm vào lòng ngủ hả? Ôm vô lòng ngủ. Chị ở lại mạnh nha. Chút nữa tôi ăn bánh rồi xong rồi tôi uống cà phê là tôi chút tôi đi, đặt tay xuống rồi tôi đi. À, tôi đi vô chùa à. À, đi vô chùa nữa. Thứ nhất là có tâm từ bi. Nhưng mà từ bi đúng nơi đúng chỗ. Đôi khi á, những hương linh, những ma quỷ này nọ không chịu khuất phục, không chịu nghe, thì mẹ sẽ dùng biện pháp mạnh hơn. Tại mẹ giờ đây mẹ độ, mẹ giúp đỡ cho mọi người, cũng như mẹ hồi hướng cho tất cả các hương linh tìm về một cái cõi, đi một cái cõi nào khác, tùy theo cái nghiệp, cái phước của mỗi người nữa. Vậy lát nữa phía bên Nhật Tâm đi là dắt hương linh đi luôn. Dắt hương linh đi luôn ha. Dạ trời, dạ Phật, dạ được xuống. Dắt đi luôn nữa, nhưng mà Nhật Tâm, nếu mà theo phía bên Nhật Tâm thấy á, không lâu đâu. Là cái xác nha. Cái xác cũng đi luôn. Là cái phần của anh Hiền. Đúng rồi. Nó thật luôn là ảnh mất cách đây 3 bữa rồi. Ảnh mất cách đây 3 bữa. Chuyện qua phần với em là... Đúng rồi. Bộ đồ là theo ý thích như vậy luôn. Đúng rồi. Quá đẹp luôn, tối ôm ngủ hả? Bộ đồ quá trời đẹp. Đẹp không? Mến chào cô bác anh chị em. Thì hôm nay mình trở lại cái ngôi nhà của anh Hiền. Anh Hiền bị phong ma nữ mà 46 năm đó. Đeo đông đuổi thì nhờ em Nhật Tâm đã giúp đỡ thì cái phong nữ cũng chịu đi siêu thoát. Và ngày hôm qua thì mình không có quay được cái clip mà em Nhật Tâm á, nói chuyện với cái vong đó khi cho mấy bộ đồ để nhờ đi sót. Thì em Nhật Tâm còn ngoài ra còn tiếp quản cái khu đất này để quản lý những cái người âm ma quỷ tại nơi này. Thì em ấy hôm nay nè có mua thỉnh cái tượng mẹ cũng như là đem bông hoa tới để thờ thượng lên cúng. Cái tượng này mình gọi là tượng gì em? Tượng mẹ Thiên Thù Thiên Nhãn. À, là cái này là cái này là của Mạnh Thường Quân ở bên Úc. Mạnh Thường Quân TM ở bên Úc cúng dường tặng cho Nhật Tâm để Nhật Tâm thượng lên chấn cái đất này. À, tại cái miếng đất thì buổi trước rất là xấu. Đi rất là xấu rồi ha. Dạ đúng rồi. Và hôm qua đó, hôm qua em trò chuyện với cái chị gái của bông hương đó đó. Dạ. Thì kết quả nó như thế nào em? Tại hôm qua anh bận công chuyện, anh chạy về cho đó anh không thực hiện được. Dạ thì hôm qua là phía bên Nhật Tâm có đem vô cho cái người nữ đó hai bộ đồ là cái vong linh chị đó mong đúng muốn đúng không? Đúng rồi, thì Nhật Tâm đã đem rồi, đem qua rồi. Thì Nhật Tâm có nghe gia đình nói lại là đem qua cái cái hương linh nữ đó đó là ôm hai bộ đồ đó ngủ nguyên đêm luôn. Trời ơi, ôm hai bộ đồ đó ngủ luôn hả? Dạ. Vậy là chúng theo cái mục đích mà lúc trước như bà cái bông linh đó nói với cái bà cô chị của anh Hiền. Dạ. Là đòi đồ hai bộ đồ mà do là mua hai bộ đồ nam phải không? Hai bộ đồ mà không đúng như cái ý của hương linh ta nói. À, còn em thì em đã trò chuyện với bông linh, em hiểu ý. Đúng rồi, em hiểu ý. Em biết và em làm. Rồi, mình đi. À, hôm nay thì mình theo chân em Nhật Tâm bước qua đây một lần nữa để thượng mẹ lên để cúng cái mảnh đất này. Trong cái mảnh đất này là do rất là xấu luôn, nhiều ma quỷ. À, thông qua clip trước thì bà con cô bác xem cũng biết rồi đó. Bây giờ đi qua cầu khỉ phải đợi chờ từ từ thôi. Đi đông quá là sập gãy xuống luôn. Thì nói chung là ở trong đây chỉ có vài cái nhà là cô bác. Ở đây có một hai cái nè. Rồi tuốt đằng đó là có một hai cái nhà. Nhưng mà cái khúc này là chiều chặn dạng là không ai dám đi hết. Theo sự chia sẻ của mấy bà cô ở đây, do hiện tại bây giờ vẫn còn thấy những cái vong hương, vong linh của những người đã khuất mắt lúc trước từng xuất hiện nữa. Quen con. Đây, đây là cũng là cái nhà mà clip trước mình cho bà cô bác xem. Cái nhà này cũng do sợ ma quá bỏ nhà phải ra đi. Và điều đặc biệt là cái nhà xa xa phía trong đó, bốn người mắt. Và là cái nhà của một ông thầy luyện thiên linh cái bùa phép gì đó mà khi mình bước vào rất là gợn người, gặp con rắn rất là to và những cái con cá kè. Thì em Nhật Tâm cái ở đó cũng biết được là những cái vong linh ở đó rất là nhiều luôn. Còn mà cô Sáu chia sẻ thì cái hầm này nè lúc trước cũng chết một người, chết trôi trẻ con nít
tại cái hầm này. Và dưới sông này cũng chết rất là nhiều người chết trôi, và đã có từng đem lên ngay chân tại đây một cái đứa trẻ trôi, nó đó lập cái ngôi miếu để thờ lên mà bây giờ bị sập rồi. Còn vị trí này là chỗ của anh Hiền. Đuôi ơi, sao? Chào anh. Ồ, em mới tới nào, này khỏe chưa? Ồ, con mắt bữa nay của anh. Đúng rồi. Bị sưng rồi kìa. Hôm nay giải thoát nha. Chịu rồi. Đúng giờ hẹn luôn, 3 giờ rưỡi đó, hôm qua anh hứa đó. Trên bờ vàng đấy. Rồi, chút xíu cho. Mua cà phê. Rồi, mua cà phê. Nhớ tiền không? À, em Nhật Tâm hôm qua sao? Mua gói mền mùng và máy nghe kinh. Làm giùm em cái này. Bây giờ mình sẽ vào bình bông để cắm bông vô. À, xem em Nhật Tâm trước mắt. À, thượng mẹ lên. Đây bình bông đây nè, đây là bình bông đây nè. Vậy là có em Nhật Tâm ở đây thì anh Hiền mới chịu ăn hả cô? Kêu ghéo, ghéo Hoàng ơi, dịu ơi, Hoàng ơi, dịu ơi, ghé mua nước thôi. Coi như những cái này là mình bên Nhật Tâm chuẩn bị. Nhật Tâm lo hết luôn. Lo Sơn. Tất cả các chi phí đồ cúng rồi đồ. Dạ. Đồ khác vô đi. Nào. Cô Sáu cho con hỏi nha cô Sáu. Là cô Sáu nè. Cho em cái gì á, bỏ trái cây lên. Nói với em Nhật Tâm này là ảnh nói gì sao? Ảnh nói sao mà giống như là muốn ra đi là sao cô Sáu? Sáng chị Tư mới vô thăm. Cái nó kêu sao vô không thích bọc bánh. Cái chị Tư ba trời bánh nhất này đâu có, thôi cho xin bọc bánh đi ăn rồi đi. Ăn rồi đi. Ăn rồi đi. Rồi tôi chạy vô nhà tôi lấy được một cái bánh rồi đem ra cho ăn, nó ăn cái một thôi. Ăn cái một thôi. Ăn cái một với uống miếng cà phê rồi đợi xuống đi. Đợi người ta lợi dắt đi. Rồi hôm qua lúc mà em Nhật Tâm vô đây thì cũng là một cái điềm báo thứ hai nữa phải không em? Dạ đúng. Là khi mà cho hai bộ đồ rồi rất là mừng rỡ. Dạ. Rồi đêm qua hai bộ đồ sao? Ôm vô lòng ngủ à. Ôm vào lòng ngủ hả? Ôm vô lòng ngủ. Ngủ rồi có đầu giấc chiều qua ỉa hai gặp. Ông này ra ôm vội là nó lấy hai bộ đồ nó vụt lên trên. Rồi tới tối tôi ra thấy ôm lên. Rồi nãy giờ kéo tên không? Và cái điều đặc biệt nữa ngày hôm qua là Đức Thăng Anh Hiền á. Là có điểm báo trước đó cô, có dặn mấy anh em con là đúng 3 giờ rưỡi hôm nay trở lại. Thì nãy nói với chị Tư. Mà sao đúng duyên cũng khoảng giờ này mấy anh con mới rảnh qua. Đi đó. Nói chắn là chị ở lại mạnh nha. Chúc tôi ăn bánh rồi xong rồi tôi uống cà phê là tôi chúc tôi đi, đã ta xuống rồi tôi đi. Trời ơi. Mà tôi đi vô chùa à. À đi vô chùa nữa. Đó kêu gì đó. Rồi đi vô chùa. Đi vô chùa. Theo em Nhật Tâm anh Hiền nói rồi đi vô chùa đó là cái bên cái phần xác của Nhật của anh Hiền nói hay là bên phần bên linh phần của Hương Linh chị gái đó. Hương Linh Nhật Tâm thượng mẹ lên xong xuôi Nhật Tâm sẽ dắt Hương Linh đó đi về chùa. À dắt Hương Linh đi về chùa. Và cái nơi mà nó đúng luôn là cái nhà của Nhật Tâm ở Sài Gòn á. Rồi bắt đầu tu tập rồi cái nhà mà để cho cốt đó. Đúng rồi. Rồi tự mình tu tập tự này nọ. Vậy là không chắc chiều hôm qua sau khi em Nhật Tâm vô trả hai bộ đồ cho cái vong linh của chị này thì chị đó rất là im và nói ra những cái điều mà giống như chăn chối gì phải không cô? Hôm này là ngủ không có tự nữ gì hết mà ho. Có ho ra máu hai ba cục lớn lớn à. Rồi ông mới lấy giấy ông lao, ông nói bà ơi sao nó ho ra máu. Nói theo con nghĩ sao? cái ho ra máu của cô là do cái bệnh ung thư gan của ảnh thời kỳ cuối đó. Nứt nở hết trơn là phải bị xì ra đâu. Không sao đâu sao? Có em Nhật Tâm ở đây rước mấy bông linh ở đây nhỏ này trốn từ sáng giờ có dám qua đâu phải điện thoại nó mới chạy ra. Dạ. Đích thân bà chị này nè không chết luôn. Bà chị này là điện thoại Zalo và từng thấy cái bông linh của ma nữ là xuất hiện trên cái Zalo thấy hình luôn mới ngày hôm qua thôi. Tại sao bả rồi nhỏ cháu sợ chết có dám qua đâu nhỏ cháu không dám qua đây luôn giờ bỏ luôn rồi. Nói bỏ chung là con đi từ 2 km từ ngoài kia vô đây thì mấy người ở ngoài là muốn vô đây để coi em Nhật Tâm xử lý như thế nào nhưng mà người ta còn không dám vô đây á cô. Không dám chạy chân.
Sớm người ta chắc là sợ sớm này, người ta sợ dữ dằn luôn cái căn chỗ ở đây. Vậy kêu chị không ai sợ. Ghé hỏi ăn gì không? Rồi anh Năm tôi kìa, đó. Quảng ơi, Quảng ghé vậy. Một kêu tên của Sáu không hả? Lên cho anh Năm. Đó. Lên cho anh Năm. Đó. Lẹ lên. Sợ em Nhật Tâm. Lên Năm lát tính. Đi lên. Xong. Vô lên. Giặt đầu chịu lên mà lên không nổi. Lên Năm, mở lên. Chịu lên mà lên không nổi. Đã tiếp lên á. Chú Sáu. Ờ bò lên luôn kìa. Lên Năm đi rồi lát nữa giặt đi. Chút xíu đi ha. Xin 10 ngàn phải không? Nè nè, lấy trong đây cho ảnh vui cái cho ảnh tiền cho ảnh. Ý nữa rồi. Ý. Trời ơi, té ra luôn rồi kìa. Đá ỉa hết biết nữa rồi. Phơi hả? Đá ỉa nữa rồi kìa. Không, ông phải thoát ra. Đẩy ra hết. Đẩy ra hết cái phân này nọ rồi mới bắt đầu đi. Năm lột áo rồi, coi lột áo tắm rửa đi cô. Nhìn kiếm Nhật Tâm không kìa. Coi có không để lăn xuống kìa. Thấy không? Sợ em không mà Nhật Tâm ở đây không sợ ai chứ. Lên Nằm đây, lát nữa đi. Dắt đi. Nay mắt sưng quá trời luôn rồi. Nay mắt sưng quá trời luôn rồi. Ừ. Nằm lên này kìa. Giống như ở đây là không ai nói nghe, chỉ mình anh em là nói là cái vong linh nó nghe và chịu nghe theo thôi. Kêu ăn cũng ăn. Lấy đồ cắt. Có cái ghế không? Có ghế cao không? Em có thể cho biết thêm ý nghĩa mà cái bức tượng này chút xíu được không em Nhật Tâm? Tượng này là... Anh sợ là mọi người thắc mắc á, tại sao mà lại không phải là tượng Địa Tạng, không lẽ là tượng của mẹ Quan Âm khác, hay là một tượng của vị nào khác mà lại là một tượng của... Cái này mình gọi là... Tượng mẹ Thiên Thù Thiên Nhãn. Thiên Thù Thiên Nhãn. Đúng rồi. À, tại sao em lại chọn tượng này á? Tại vì cái tượng này á, cái điều đầu tiên á... Từ từ, rút thẳng ra. Cái điều đầu tiên á là cái tượng này là tượng mẹ. Để từ từ để làm cho. Tượng mẹ này là thứ nhất là có tâm từ bi. Nhưng mà từ bi đúng nơi đúng chỗ. Đôi khi á những hương linh, những ma quỷ này nọ không chịu khuất phục, không chịu nghe, thì mẹ sẽ dùng biện pháp mạnh hơn. Mẹ nhìn tay nhìn mắt. À, còn mẹ đồ đầy đủ hết để mình à. Chấn. Mình giữ. Ủa bức tượng thấy để có giá tới 4.8 triệu à? Dạ đúng rồi. À, bức tượng nhỏ gì mà giá cao ha. Dạ. Cũng là của một chị gì ở bên Úc. Mạnh hơn quân tê mà. Ở Úc. Thì Nhật Tâm có nói cái vấn đề này. Thì Mạnh Thùng Quân TM ở bên Úc là cúng dường luôn, phát tâm ra. Tức là em đã trò chuyện nói là cái khu này ở chỗ của Sáu là do có quắc rất là nhiều vong linh. Dạ đúng rồi. Muốn đưa họ đi tu tập. Dạ. Thì Mạnh Thùng Quân phát tâm ra cúng dường. Dạ. Thì ngày hôm nay là được ngày giờ cái Nhật Tâm thuận lên. Đâu có gì đâu. Cô Sáu xúc động hay cô Sáu? Khoảng một tuần lấy ra nay, nếu bữa nay nó là khoảng một tuần là cô Sáu và cả gia đình mà cái sớm này là mất ăn mất ngủ. Ngủ nghe được. Tức là mình sợ không đó phải sợ không? Sợ những cái vong linh. Vì cái vợ ghéo hoài chứ lòng mà ngăn gì được. Hiện tại thì chú Sáu cũng như một người anh đang cắt cái chỗ tắm này rửa cho anh Hiền. Cái này để chút xíu em Nhật Tâm sẽ ra đó.
để thu phục cũng như là dạ. cho cái vong linh chị gái đó để về cái nơi mà để siêu thoát để tu. Có cái ghế không? Có ghế để bước lên không? Anh không hiểu cho anh biết thêm nè, nhưng cái này là gọi là cái gì? Cái này kiểu như dạng y như binh khí của mẹ. Binh khí nha. Tại mẹ nghìn tay nghìn mắt thì mẹ đủ thứ binh khí. Và đôi khi những ma quỷ mà dạng cứng đầu không nghe thì mẹ sẽ dùng những binh khí đó thu phục và về. Yeah. Mỗi loại binh khí là thu phục mỗi cái vong linh khác nhau. Đúng rồi. À, chị thấy nhiều nè. Đó rất là nhiều. Bình cam lồ rồi mấy cái này mình không nhìn biết nha, nhưng mà thấy rất là nhiều loại binh khí nè. Thì mẹ sẽ chấn mẹ giữ ở đây. Còn cái trên cái vùng đất này. Còn về cái phần người ta gọi là cái gì, điểm nhãn phải không? Khai quang điểm nhãn là Nhật Tâm lúc ngô tượng về Nhật và Nhật Tâm đã làm rồi. Là hồi nãy em ngồi em cúng em làm ở nhà đó. Đúng rồi. À. Và khi mà Nhật Tâm lên xong xuôi hết rồi thì lúc đó Nhật Tâm sẽ dặn gia đình. À. Bưng bưng mình bông vô kìa. Em ơi vô đây phụ anh em. Xuân ơi. Dạ. Em để cầm giùm anh. Bây giờ cầm nhau. Bây giờ cái vấn đề quan trọng ở đây là hai bàn thờ này là Nhật Tâm sẽ dời qua hai bên. Hai bàn thờ này em sẽ dời qua hai bên. Dạ. Nó nói cô Sáu đâu rồi chị? Nó cô Sáu vô đây. Trong nhà mà mình thờ cửu quyền đúng thì mới tốt đẹp rồi. Mình đúng thờ rồi. Không đúng thì cũng xảy ra chuyện đục phải không em? Đúng rồi. Đưa dĩa trái cây. Cái kiến nó sẽ chịu không nổi nha. Nên phía Nhật Tâm sẽ đưa qua góc. Bình bông lư hương Nhật Tâm sẽ để ở dưới tại không có chỗ để. Xì gà á em thấy cái xì gà cái bông nó mới ra ờ vậy đó hướng vậy đó. Rồi đưa bình bông lên đây. Đưa anh 5 cây nha. Con gái thứ hai
Cần Thơ nó về là nó mua bông, nó cúng, mua trái cây cúng. Mà sao? Cô cũng thắp nhang luôn đi cô. Cô thắp nhang Phật thì của quyền đó. Cô thắp mấy cây? 5 cây. Tại vì cái chỗ mà mình để cái bát nhang nó không có đủ, nên đâm ra mình sẽ để ở dưới. Nhưng mà cũng sau này để coi kiếm cái gì mình che ở dưới, tại vì hơi nóng nó lên nó sẽ ảnh hưởng tới cái kiến nha. Kiếm một cái tấm gì á để mình cái tấm gì để che cái tấm kiến ở dưới vậy, tại vì thời gian nó nóng nó sẽ bị nứt kiến. Đốc đốc cho cô luôn đi xin. Cô rung tay quá trời, lo sợ ghét mà rung. Hồi nãy tới 1 giờ mấy em thì chắc con. Nhưng mà bữa nay cô thấy cái cảm giác mà có tượng Phật mà trong nhà của cô thì cô cảm giác sao cô? Thấy có lý rồi. Có lý rồi, thấy yên tâm hơn không? Yên tâm. Yên tâm làm như trong mình nó nhẹ nhõm, yên tâm mình. Cũng như là có Phật che chở để mình ngủ á. Đêm hôm thức tới 1 giờ rồi không ngủ được. Dạ. Ở chút xíu anh em Nhật Tâm sẽ dặn dò cô nhiều hơn. Nhớ chưa ngày hết ta. Uống xong đi nha. Không ở đây nữa nha. Trả cái xác lại cho tôi đi nha. Đúng 3 giờ rưỡi rồi. Như lời hứa của anh á. Trả xác lại cho tôi nha. Ở chơi trên nhà kia. Mới cho tiền hồi nãy rồi. Trên nhà kia. Giờ hỏi nè, tiền đem theo để được cái gì không? Ở trên nhà kia. Của cả tiền bạc đem theo được cái gì không? Không đem theo được gì để xin để làm cái gì? Bây giờ tôi hỏi của cải tiền bạc đem theo được cái gì không? Hai chứ đâu à. Chết rồi đem theo được không? Ừ? Chết đâu có đem theo được gì đâu. Em đẹp đang chụp đại đi. Bây giờ trả cái xác này lại cho tôi đi, uống cà phê sữa xong trả xác này lại cho tôi. Nha. Ê, chụp đại đi, uống sao đây? Bây giờ hai bộ đồ nó đẹp không? Nè, hai bộ đồ đó đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Hai bộ đồ đẹp không? Đẹp phải không? Nè, hai bộ đồ ở đây nè. Hả? Không. Bộ đồ này nữa, trời. Không có rách đâu trời ơi, tôi lửa cho rồi sao rách được? Chênh vách. Là nói chuyện qua phần với em là đúng rồi. Bộ đồ là theo ý thích như gì luôn. Đúng rồi. Quá đẹp luôn, tối ôm ngủ hả? Bộ đồ quá trời đẹp. Đẹp không? À, tối à, tối ôm bộ đồ ngủ hả? Đại miếng sao đâu, chơi dập đầu đi. Đại miếng sao đâu. Đây là hai bộ. Đại miếng sao đâu. Coi bộ đồ nào đó, chơi dập đầu đi. Đúng ý gì luôn. Theo yêu cầu đáp ứng rồi đó. Vậy là đòi hai bộ đồ với uống ly cà phê rồi sẽ đi ha. Ê, vô trên nhà kìa. Rác, bây giờ tôi hỏi nè. Chết, mang theo tiền được không? Vậy à. Bây giờ uống cà phê xong, ăn uống no nê rồi trả cái xác lại lại cho tôi. Tôi dắt đi. Nghe không? Nghe không? Uống cà phê xong, ăn uống xong trả cái xác này lại cho tôi. Tôi dắt đi. Nghe chưa? Nghe, uống lẹ đi rồi lên giặc nam. Ê, xài trên nhà kìa. Xin ngàn cái. Xin ngàn xin suốt à. Vậy nè.
trên nhà cái nó sống lạ là hôm nào ta làm cái tính là nó để vô nó lấy đồ thôi. Rồi giờ sao? Bây giờ nó lấy bạch phương cho. Ừ. Rồi giờ sao? Giờ 4 giờ rồi đó. Mấy giờ? Hố 3 giờ rưỡi, giờ 4 giờ kìa. Có đồng hồ hả? Rồi mấy giờ trả xác này lại cho tôi? Mấy giờ? 2 giờ. 2 sáng đúng không? Trả xác này lại cho tôi nha. Đi ra tôi. Nghe chưa? Ăn uống no nê đi rồi vậy, 2 giờ sáng trả xác lại cho tôi. Nhớ không? Ở trên nhà cái. Trên nhà cái. Sao cái dấu hiệu rồi xin tiền hoài anh Nhật. Tại hồi đó nó đúng luôn là lúc mà anh Hiền á, ảnh chưa có kiểu như là cái người âm cũng ra nhưng mà chưa đến nỗi phải tàu gần cuối nè. Hồi lúc mà ảnh còn khỏe, ảnh còn đi tới đi lui á, là ảnh ăn xin ở ngoài xã Tân Thạnh á. Ảnh ăn xin ở ngoài chợ đó. Bây giờ cái ám ảnh này có cái gì cái nghiệp nha. Kiểu như cái nghiệp. Giờ kiếm gì? Kiếm cái gì? Cái chân là không giờ thẳng được ha. Ở trên nhà cái. Thì phía hôm nay á, là phía Nhật Tâm cũng đã thượng mẹ Thiên Thù Thiên Nhãn lên cho gia đình cô, cũng như là chấn cái đất này cho nó được bình an, bình yên, và công việc cuộc sống của tất cả mọi người coi như là được mạnh khỏe và công việc được thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà ở đây là cái này là mình đã phát tâm lên phát nguyện giúp đỡ cho mọi người cũng như bá tánh chúng sanh, thì ở đây là Nhật Tâm nói thẳng luôn là mùng 1, 30, 14, 15 thì gia đình phải có nhiệm vụ và trách nhiệm cung kiến. Chú Sáu có gì ngồi đây nghe để nhớ với thêm Sáu với chú Sáu. Sợ em Sáu quên á, bà sợ với bà gung bà quên á. Coi như á, ngày 30 mùng 1 14 15 thì ví dụ Phật thì không bao giờ đòi hỏi những thứ cao sang. Có gì cũng nấy. Từ cái tâm của mình ra là Phật chứng à. Nhưng mà hàng ngày cái đó từ tâm mình, Phật không đòi hỏi. Thắp nhang hàng đêm chứ. Rồi hàng ngày buổi sáng thắp nhang khấn là sẽ được. Chứ đừng có bỏ bê. Nếu mà bỏ bê mà kiểu như không tín ngưỡng, không có coi như là mình không, coi như là mình kiểu như là bữa nay được rồi, cái ngày mai dạng y như được rồi bỏ bê á, là nói trước phía Nhật Tâm nói luôn tàn gia chu lục luôn nha. Là con cháu không làm ăn được gì luôn á. Tại mẹ giờ đây mẹ độ, mẹ giúp đỡ cho mọi người, cũng như mẹ hồi hướng cho tất cả các hương linh tìm về một cái cõi, đi một cái cõi nào khác, tùy theo cái nghiệp, cái phước của mỗi người nữa. Nên ráng mà tu. Rồi Nhật Tâm cũng xin nói luôn là Nhật Tâm không phải là thầy. Nên nhiều người cũng gọi Nhật Tâm là thầy, nhưng mà Nhật Tâm là không có phải là thầy. Ai đủ duyên, đủ phước thì Nhật Tâm tới, Nhật Tâm giúp vô điều kiện. Chứ đừng gọi thầy ơi thầy này thầy nọ, không phải là thầy. Đủ duyên đủ phước là Nhật Tâm tới. Cái này là dường như là em cũng không phải là một
một người dùng bùa, dùng phép hay là dạ, dùng bất cứ cái điều gì để trị bệnh tâm linh. Dạ đúng rồi. À, giống như là trong người em là có sẵn cái phần mà tự nhiên là em sẽ biết. Dạ đúng rồi. Và phiên cái vong linh đó ha. Dạ đúng rồi. Coi như mình hồi hướng, mình dẫn dắt, đôi khi á những cái hương linh á người ta không có biết đường. Người ta bị, nó đúng luôn là khi người ta mất, người ta bị mất phương hướng. Thì phải cần cái người dẫn dắt cái phương hướng để đi về đúng nơi đúng chỗ. Là như vậy. Giống như là biết trước là bữa nay là cái vong sẽ ra đi hay sao đó. Là cô thấy, cô Sáu thấy điều lạ đó lạ lắm không cô Sáu? Thấy cũng hơi lạ, tại vì hồi nào tới giờ anh Năm tôi là không dám kêu bằng Hoàng đâu. Cái này ghé qua thôi Hoàng à, mà chữ rồi mới chứ nãy giờ. Anh Năm nó nói tao ở đây đêm nay, coi mày sao. Cái thấy mày kỳ quá. Mà tôi sáng giờ tôi có ở trong nhà, tôi cũng ít ra ngoài đó. Ông nằm giống tôi ở nhà. Mà ghéo tên không, Diệu ơi, Diệu à, ghéo lại. Giống như là những cái lời chăn chối nha cô. Hồi sáng thì bà chị thứ tư vô. Cho tôi ăn, mua tha vô, không mua cho tôi một bánh. Bà chị nói, tao đâu biết mày ăn bánh nào mua. Cái chị tư nói, mày chạy nhà mày kiếm bánh mà cho nó đi. Chạy vô lấy cái bánh đưa ra ăn cái một. Ăn xong rồi nói, tôi ăn cái bánh này gần hồi. Có người ta xuống dắt tôi đi rồi, tôi không ở đây đâu. Khóc bà, khóc. Khóc luôn. Nước mắt chảy dài dài. Chị Tư bà cũng khóc rồi, nó khóc luôn. Rồi đằng này thấy bà Tư bà yếu quá, ông này mới kè. Đưa lại đằng kia, thôi chị về đi. Chừng nào Hiền có mắt em đi rước chị vô. Nãy giờ bà điện vô ngoài đó. Giấu bà hôm nay là không có nói. Bây giờ sẵn đây cũng hôm nay nữa là giờ dường như là em vào đây nữa để sắp xếp cái này nó là xong rồi phải không Nhật? Dạ đúng rồi. Bây giờ kết luận lại đi là em có thể cho anh cũng như bà con cô bác khán giả mà xem qua clip á để hiểu biết thêm. Thì trong thời gian bao lâu nữa thì cái vong linh của bà chị này 46 năm trở về trước á, sẽ đi theo em đi về cũng như là thoát khỏi cái, không bao giờ sẽ nhập vô cái xác của anh Hiền nữa. Tại vì á, những gì mà phía bên Nhật Tâm á đáp ứng cho thì cũng đã đáp ứng rồi. Cũng như cái hương linh đó, không muốn nói chuyện với Nhật Tâm thì Nhật Tâm cũng cần những gì thì cũng đã nói với Nhật Tâm rồi. Và cũng như cô đây thấy là đêm qua như thế nào, lúc mà phía bên Nhật Tâm đem hai bộ đồ qua là đã đáp ứng rồi ha, là đã đáp ứng rồi, ông này chịu rồi đó. Đúng rồi. Rồi đêm qua như thế nào thì cô có thể cô nói. Rồi lúc đó giác tối thì hôm đi ra thì thấy nằm cái giò thẳng ra ăn hàng, ôm hai bộ đồ chúng mình á. Rồi tôi nói ông ơi, ông ấy không lấy hai bộ đồ đó, ông mặc cho nó bộ đồ đỏ đi. Tại vì mình thấy hai ba lần là nó mặc đồ đỏ. Ông nó ngày qua mấy chú dặn để đi, ông không chịu mặc. Hồi sáng này thì thức dậy thì cũng tới trưa à, cỡ 9 giờ mới thức nha. Tôi mới thấy ôm chúng mình á, ôm hai bộ đồ chúng mình. Rồi tôi nói thôi để đậu nằm đi, rồi ta đút cho miếng sữa nè, uống, uống được hai muỗng sữa. Rồi cái đút cho cái bánh ăn rồi thôi. Không ăn uống gì từ chưa vậy? Vậy là theo như cái điểm báo mà hôm qua báo cho anh em mình biết, em Nhật có thể là bữa nay là cái vong linh này sẽ đi theo đi rồi đó. Lát nữa Nhật Tâm đi. Đi là dẫn. Là đi Nhật dắt đi luôn. Nói tôi ăn hết cái bánh này nè, tôi đi. Chị ở đây chơi mời hay về, chị Tư nói tao bệnh chết rồi, tao đâu có ở được. Thôi để tao về, chừng nào mày có gì tao vô. Hai người khóc của anh luôn. Tôi thấy gì tôi cầm lỏng đậu tôi ra cái bụi còng trước tôi ngồi tôi coi người ta đúng vừa. Rồi Tư nói thôi tao về, mới nhắc là Tư đi về ở đây. Tôi lấy cái gạo, tôi gạo là tôi vô nhà từ chưa giờ. Ghẹo quá trời, ghẹo quá. Ghẹo quá là có nói những cái lời chăn chối cho ông này. Không có nói gì hết. Diệu ơi, Hoàng ơi, Diệu ơi, Hoàng ơi không à. Rồi hồi sáng ổng khoảng có 9 giờ. Ông ra ông nói bà ơi, sao nó khạc ra máu cục cục gì nè bà. Mới lôi lên giờ. Ổng la khạc hai ba máu cục cục, tôi nói ông ơi không có giấy. Ông chạy vô lấy đồ giấy, ông chùi, ông chụp bỏ. nhìn ra là kiếm em Nhật không á, chứ không có gì. Để lát nữa phía bên Nhật Tâm đi là dắt hương linh đi luôn, dắt hương linh đi luôn ha. Dạ trời, dạ Phật, dạ được xuống. Dắt đi luôn nữa, nhưng mà Nhật Tâm nếu mà theo phía bên Nhật Tâm thấy á, không lâu đâu. Là cái xác. Cái xác cũng đi luôn. Là cái phần của anh Hiền. Đúng rồi. Vậy là anh Hiền có khả năng trong nay mai hay rồi lên mà sẽ ra đi.
Tại vì cái chứng bệnh này theo mình cũng biết rồi hả cô Sáu, bị nôn mửa gan thì kỳ cuối mà khi mà đã ói ỉa ra máu thì cái đó là rất nặng rồi. Hôm là trời ơi, công nhận nó ỉa cái không phải nói chứ, ổng với thằng em út với nhỏ em út với tôi đứng ngoài cửa mà tao la chịu không nổi luôn, nó hôi mà nó tanh nó thúi á. Rồi nhỏ em út nó chạy về nhà lấy cái chiếu qua rồi là chị ơi giờ hết nổi rồi, để tôi chạy đi mua cái tả, mua tả về bịch qua đây. Vậy là chắc do cái phong linh của bà chị này vô lâu quá lâu rồi giữ cái thân xác của anh Hiền quá, do đó là mới giữ tới thời điểm này. Chắc có thể cái bệnh này anh Hiền có thể mắc sớm trước đó, phải không anh? Nếu mà nhìn đó thì nghĩ nó thật luôn là ảnh mất cách đây 3 bữa rồi. Ảnh mất cách đây 3 bữa à. Cái này là em biết trước từ lâu rồi phải không? Dường như là em không dám nói ra. Em mất cách đây 3 bữa rồi. Hèn chi. Hôm nay hồi giấc chưa? Nói cái gợn gốc cục. Gốc cục nổi ốc cần. Tại vì nói thiệt với cô Sáu, thì mình nói ở đây khán giả xem tin hay không tin thì cái đó là tùy ý. Nhưng mà khả năng mà con đi theo em Nhật Tâm này hết mấy ngày và những cái câu chuyện tâm linh xảy ra thì con đều chứng kiến và biết. Em Nhật Tâm đã biết trước vậy rồi đó, nhưng mà không dám nói ra với người nhà mình thôi. Là em Nhật này đã biết trước được đó, nhưng mà em Nhật không dám nói ra, tại cái đó là cái điều đôi lúc cũng thiên cơ, hay là cái điều mà em Nhật biết nói thì sợ ra khán giả không có tin, cho đó không dám nói. Thì hôm nay em ấy mới nói đó là cái sự thật, giống như là nói chung là mượn xác. Đúng rồi, dẫn theo mà còn liên tiếp cái xác phải không em? Liên tiếp cái cõi này à, bởi vì em lúc nào cũng phiên đi hôm qua tới giờ cái câu đó. Cô cảm thấy sợ. Tại đôi khi Nhật Tâm nói thẳng là Nhật Tâm không có phải là thầy, cũng không có phải là bắt ma hay là bất kỳ cái vấn đề gì. Mình dùng cái tâm, cái từ bi cũng như của Đức Phật, mình khuyên, hướng dẫn, hồi hướng, dẫn dắt cho hương linh người ta đi. Bây giờ mình làm bùa làm ngải được, mình bắt người ta thì cái vấn đề mà sân si rồi trỗi dậy làm cho hương linh nó càng giận và càng cố chấp hơn. Nên mình sẽ dùng những lời mình khuyên, mình hướng dẫn và mình dìu người ta đi để về một cái cõi khác. Nhưng mà muốn làm được cái điều đó thì mình phải phát từ cái tâm mình ra. Trong người của em là cái tâm của em là phải là từ bi 100%, không có một chút suy nghĩ gì. Dạ đúng rồi. Về quyền lợi hay là về bất cứ điều gì. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì cô Sáu cũng thấy không? Lúc mà em Nhật Tâm vào trò chuyện với anh Hiền á, thì anh Hiền nghe lời gân gắt thấy không? Và nằm lên ấy không muốn xa rời em Nhật Tâm nữa. Nắm tay và lên đùi nằm và khóc nữa thấy không? Tức là em Nhật Tâm dùng những cái lời phiên chân thật, mà cuối cùng thì cái phong linh của chị ấy cũng siêu lòng theo. Vậy là cái phong linh của bà chị đó là chấp nhận theo em về đó. Dạ đi theo em. Còn cái vấn đề mà những cái phần âm khí ở đây rất là nặng liên quan là em sẽ đưa đi hết. Đưa đi hết à? Còn những gì mà em Nhật Tâm hồi nãy giờ chia sẻ với cô Sáu đó, cô Sáu cũng gán à cô Sáu. Mình đốt nhang hàng ngày, mình niệm Phật. À, mình ăn chay được ngày một tháng một hai bữa cũng được hoặc không cũng được, nhưng mà cái tâm mình gắn từ bi thì từ từ thì cô Sáu sẽ tốt đẹp lên à. Rồi thôi vậy cũng cuối cùng rồi, chút xíu nữa em Nhật Tâm sẽ làm cái phần đó thì tạm dừng clip ở đây. Thì chúc cho cô Sáu và gia đình gắng cố gắng được khỏe, được em Nhật Tâm giúp đỡ như gì đó, thì cô cảm thấy như thế nào cô Sáu? Cô cảm thấy cô cảm ơn Nhật Tâm nhiều lắm. Còn ví dụ gia đình cô nghèo nên muốn thờ cũng khó thờ đó. Tại vì bây giờ bệnh đau và tiền bạc không có. Dạ. Nói chung là giai đoạn này là nhờ Nhật Tâm nhiều nhất. Tâm cho gạo, cho tiền, rồi giờ thờ bà cũng cho. Thì cảm ơn Nhật Tâm nhiều lắm nha. Dạ không có gì. Cảm ơn. Thì cũng có Mạnh Thường Quân chung tay đóng góp mà Nhật Tâm mới làm được giúp đỡ cho bà con, chứ nếu không là Nhật Tâm làm đâu có nổi. Cảm ơn. Gia đình, nguyên gia đình thì cảm ơn hết trơn luôn. Không phải là anh con. Giờ từ đứa con cô điện thì con nó cũng mừng. Dạ. Nếu mà không có em Nhật Tâm nhúng tay vào thì chắc cũng mà cũng hơi mệt đó cô. Thì mệt gì? Bữa đó thấy rõ ràng chưa? Đích thân là cô thấy là 2-3 ngày liên tiếp là gặp cái vong linh mà chị đó xuất hiện đi vòng vòng ở đây. Và những cái điều sau này nữa. Bữa đầu tiên là thấy khổ chưa? Không gạo mà không tiền, không có gì hết.
nhờ Nhật Tâm, cảm ơn Nhật Tâm nhiều lắm đó. Dạ. Rồi, vậy mình xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi ạ.